chơi trò chơi về tiếng Anh. Trời ơi, vậy sao sao xí sợ. Hôm nay chơi hai trò chơi luôn. Bắt cặp đi ạ. Messi. Tại sao giỏi tí? Em thích. Ba đứa em. Hai nữ có một nam vào cho nó. Không. Chị ba đứa mình màu vàng đây chị. Ba đứa mình màu vàng đúng đây. Vậy ba đứa em. Ba đứa màu vàng. Yellow team. Không, chỉ một đội hai người thôi. Anh Lâm đâu phải người đâu. Đúng rồi, cho em nghĩ đi, em là chị cuốn thôi. Em cuốn. Em giữ nhà cho chơi đi. ST chơi sau. Yeah. Rồi rồi. Đội đi chơi đầu tiên. Dạ, em với Vinh. Rồi chơi luôn. Chơi đối kháng. Tổ cho bất gặp. Có một chủ đề và chúng ta lần lượt kể. Trong 5 giây ai kể không được là người đó thua. Kể tên những gì có trên trời bằng tiếng Anh. Plan. Yes. Sky. Bầu trời. Yes. Cloud. 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 Mây. Bird. Kim. Eagle. Đại bàng. 5 4 3 2 Dragonfly. Chung chung. 5 Wind. Wind. Gió. 4 Air. Air. 5 4 3 2 Loại. Sánh. Sánh muốn chơi. Sánh. Sánh. Vinh Râu chiến thắng. Bỏ tay. Trời ơi. Cặp tiếp theo là cặp nào ạ? Anh Giang ơi, ngày xưa đi học ấy, trong một lớp có học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình. Yếu kém. Yếu kém, em với anh Lâm xin phép về một đội nhá. Chứ em mới thi lên là em thua luôn. Đúng rồi. Đồng ý, đồng ý. Thôi hai anh em. Rồi chạy luôn, chạy luôn. Chạy luôn. Chạy luôn. Lâm là rất giỏi nói về tiếng Việt. Nhưng mà nói về tiếng Anh thì cũng hơi hạn chế tí. Khoa cũng vậy nên hãy chọn chủ đề dễ. Trên mặt đất. 5 Chicken. Dog. 5 4 Kha ô tô. Không, không cần dịch, chúng tôi có người. Em nói tiếng Anh mà nghĩa tiếng Việt nó sai. Thế nên là em phải nói cả okay. Nghe lời. 5 Cá 4 Cá camera. 5 Banana. Banana. Audience. Cha là gì? Em đang kiếm, em đang kiếm mà. Television. Television. TV. Micro. Micro. Chỉ đều là đọc tiếng Anh nó không hay thôi chứ cái micro. Micro. 5 4 computer. Tính, máy tính. 5 cái wallet. Wallet luôn. Cái này được rồi. Wallet đi mi cà rô. People. Con người. 5 Action. Không. Actor. Đạo diễn. Actor. Diễn viên. Ai mà đủ gì đó đủ rồi. Ai hoặc Miss Senior. Lê Dũng Lâm. Thắng. Single. Thắng rồi. Em là single mum. Em là single mum. Mẹ đơn thân. Thắng luôn. Ghê chưa. Vui nhưng Lâm nha. Xong chưa, sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Có hai chân. Bất kể cái gì. Man. Duck. Girl. Baby. Chicken. Monkey. Yeah. Mickey Mouse. Doraemon. Hello Kitty. Nobita. Hello Kitty. Luca. Daisy. Chúng tôi đang nói là vocabulary. Yeah, chứ không đang nói là nhân vật. Ok, repeat after me. Hai chân nữa là con người á. Human. Con human. Phải. Thùa. Từ từ. Hai chân. Kiên cố. Chuyện ghế có ghế nào hai chân. Bốn chân thôi à. Không ai. Yeah, Cả Như thắng. Hai. Thôi được rồi, thắng là vui rồi. Cặp tiếp theo. Thằng còn cặp cuối cùng. Chơi gì dễ dễ nha anh. Dễ nha anh. Ai thắng chơi với ST cặp này. Ủa sao khắc nghiệt quá vậy anh. Dưa nước. Fish. Yes. Tên riêng con cá gì luôn hiểu không. Waiter. Hả? Waiter. Waiter là phục vụ hả. Water. 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 Yeah. Dolphin. Cá heo. Cá heo. Raw fish. Raw fish. Raw fish. Raw fish. Raw fish.
Shark là cá mập. Octopus. Crocodile. Cá mập. Cá heo. Bạch cá voi. Voi fish. Elephant fish. Không có thì chị. Well. Ốc đâu? Ốc shell. Ốc bù lông. Ốc bù lông. Shell. Bù lông, con ốc bù lông nói sao ạ? Bù lông tán hả? Không có, ốc bù lông, ốc Pháp. Ốc bù lông. Bù lông. Bù lông. Starfish. ST. Octopus. Bạch tuộc. Octopus. Octopus. Octopus hả? Dạ. Octopus. Là bị ngu quá hả? Không phải bà. Octopus. Octopus. Con bạch tuộc. Octopus. Con bạch tuộc. 5. 4. Ocean. Ocean. 5. Wait. 4. ST. Wait. 3. ST lên chơi luôn ạ. Nhanh. 5. 2. 4. Wait. Cái gì? 2. Chưa. Sen. Cát. Sen. 5. 4. Còn em mới nhớ luôn nè. Ship cái tàu á. 1. Ship. Phu Ca thắng chơi với ST. Rồi. Nói luôn nè. Ê, Bu. Xây được phải. Mọi người. Đừng sợ. Em vừa qua đây. Qua đây. Hậu phương vững chắc. Đừng sợ. Qua đây. Qua đây. Vững chắc nè. Đó, chơi đi. Nào, bây giờ anh muốn chúng tôi làm gì? Anh muốn sao à? Chơi là chơi. Để em qua phụ anh. Anh qua phụ anh. Hai học sinh. Sẵn sàng chưa ạ? Everything in a house. A house. À, dạ. Dễ. Chair. Ai trước ạ? Mọi thứ trong nhà. Table. Chair. Bedroom. Toilet. Chopstick. The fan. Television. Lavabo. Lavabo tiếng Pháp nha. Được. Cho được đi. The window. Romine. Washing machine. Trời. Washing machine. Cái răng này gì anh? Smile. Smile là nụ cười. Là nụ cười đó hả? Cười mà. Thôi bây giờ chơi. Một nhóm chơi với một người nó không có cân đối. Bây giờ mình chơi vận động nhẹ thôi. Nhẹ thôi, hòa nhập hòa tan thôi. Nhập với con số nào thì phải gom lại thành một nhóm đủ số đó. Ai bên ngoài nhóm đó là thua. Và đi từng quảnh chứ không có đứng im nha. Bố là đi sao? Đi. Vậy hả? Bố từ đi vậy hả? Tan rồi đó. Nhập tám. Tám đâu. Khoa là người cuối cùng. Loại. Em xin lỗi. Không, anh nhường cho em mà. Em xin lỗi. Em đâu hợp với những trò vận động đâu. Em hợp với tiếng Anh. Nhập 7. 7. Rít loại. Ai bấu vô cái sự đau quá. Đau quá. Cái này giống như mình hút nhau quá bạn. Hai người cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Nhập mấy ạ? Hả? Mấy? Tách ra đi đừng có chui. Tách ra đi. Nhập 2. Tôi là người không chơi loại. Nhập 4. 4 tí. Hai người kia bên này loại. Dính cứng nhắc luôn. Bên này chưa kịp rã nữa. Bên này chơi một phe rồi. Bên này đi chung quá. Nhập 3. Khánh loại. Khánh loại. Trời không được. Em không biết ai bị lỗi với em bỏ tay. Ôi ai đẩy cái tay em vậy đau quá. Làm gì me vậy? Đi tản ra. Gì vậy? Anh đứng giữa chứ không quá hả? Đi ra. Nhập 2 đừng cho ống chợ. Mày buông bu ra. Trả bu ra. Trả bu gì vậy? Điểm ra anh. Gì vậy? Điểm ra anh. Cái giày nó có vết rồi nha, hồi nãy ra đã té rồi đấy. Té chừng nó bị lỗi tay sao mà bị bầm đấy. Nhập hai. Như vậy chiến thắng đó là Lê Vũ Lâm và Phu Cà. Yeah. Em mệt quá. Rồi mời lên lầu nghỉ ngơi ạ.